Xin chào các bạn quay lại với nghề trader. Anh như thường lệ chúng ta lại gặp lại nhau vào buổi sáng chủ nhật và lúc 9 giờ sáng trên kênh YouTube nghề trader để cùng nhìn lại một tuần vừa qua trên thị trường Forex cũng như là thị trường vàng và lên kế hoạch cho tuần giao dịch tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 cho đến 12 tháng 7 năm 2024 đây là tuần giao dịch thứ hai của tháng 7 tất cả các phân tích và nhận định thì đều chỉ thể hiện quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay là quên đầu tư Ok, ta sẽ bắt đầu với một vài những cái thông tin những cái sự kiện chỉ số kinh tế diễn ra trong tuần vừa qua, trong tuần đầu tiên của tháng 7, ta đến với những cái thông tin về PMI của Mỹ, những cái thông tin về thị trường việc làm trong tháng 6 à trong trong ngày thứ sáu, thì chúng ta thấy là cái cả PMI sản xuất cũng như là PMI phi sản xuất của Mỹ thì đều có cái mức sụt giảm so với dự báo cái PMI dịch vụ có cái mức sụt giảm rất là mạnh so với cái mức dự báo là 52,5 thì con số thực tế chỉ là 48,8. Điều này thì thể hiện được cái sự yếu đi của nền kinh tế Mỹ. Và đến ngày thứ Sáu ra cái thông tin về số việc làm phi nông nghiệp được tạo ra trong cái kỳ vừa rồi là 206.000 vượt dự báo một chút dự báo là 190.000. Mặc dù vậy thì cái tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên cái mức 4,1% so với dự báo là 4%. Thì điều này tiếp tục thể hiện được là cái thị trường lao động của Mỹ đang có dấu hiệu là xấu đi, yếu đi, không còn mạnh như là giai đoạn trước và cộng với việc là cái cái PMI thể hiện được là cái cả khu vực sản xuất lẫn khu vực cả phi sản xuất đều đang có dấu hiệu là yếu đi và những cái thông tin này thì có thể là bàn đạp để Fed có thể đưa ra những cái quyết định bồ câu hơn trong cái việc điều hành lãi suất trong thời gian sắp tới. Trong tuần sau, ta sẽ có những cái thông tin về GDP của Anh. Và ngày thứ năm cũng là một ngày với những cái thông tin về lạm phát rất là quan trọng có thể làm thay đổi thị trường trong ngày thứ năm 11 tháng 7 Ngày uh, thứ sáu thì có thông tin về PPI Chỉ số giá sản xuất Đây là chỉ số về uh, niềm tin uh, tiêu dùng của Đại học Michigan Chúng ta chú ý đến ngày uh, đặc biệt là ngày thứ năm Trước cái thông tin về lạm phát vào lúc 19h30 của Mỹ Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là DXY là có một cái tuần giảm điểm tương đối mạnh Ở cái mức sụt giảm lên tới gần 1%. À, mặc dù đồ thị thì vẫn đang à, trong một xu thế tăng khi mà sen vẫn hướng lên. Tuy nhiên thì à, cái mức độ hướng lên của sen sẽ thay đổi trong tuần sau, độ dốc sẽ gần như là đi ngang và nếu trong tuần sau nữa giá không thể vượt được cái vùng à, điểm cao trong 26 đến ở cái mức 106 527 thì à, sen sẽ bắt đầu phẳng chúng ta sẽ có một cái khu vực cân bằng mới của DXY và quanh cái mức 104.3. Đây cũng có thể là điểm đến của DXY trong các tuần sắp tới. Tuần trước thì chúng ta dự báo DXY sẽ có một nhịp đi xuống và chúng ta thấy là nó đi xuống trong suốt cả tuần. Từ đầu tuần đến cuối tuần ngày nào cũng là nến giảm. Và ngày cuối tuần là một kênh nến giảm quay trở lại và phản ứng đang ở cái khu vực Senko Swan B của Kumo. Nói chung là lực giảm bây giờ đang rất là mạnh. Chúng ta thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đã 7 cây nến giảm liên tiếp và hoàn toàn có thể là một cây nến giảm tiếp theo trong ngày thứ hai. Nói chung là để xác định được cái vùng 104.85 này có thể là hỗ trợ của giá không thì chúng ta cần phải chờ cây nến ngày thứ hai xem là hành động giá như thế nào. Theo mình thì hướng xuống sẽ vẫn là hướng chính đối với DXY trong tuần sau, đặc biệt là sau cái ngày thứ năm 11 tháng 7 này. Trường hợp mà thông tin về lạm phát tốt hơn so với kỳ vọng thì chúng ta có thể nghĩ một kịch bản nó đi xuống này, sau đó quay trở lại Kumo, này, sau đó đến ngày thứ năm nó sẽ tiếp tục đi xuống và tiếp diễn những cái xu thế giảm đối với chỉ số đô la Mỹ. Ta sẽ đến với các cặp forex đầu tiên đó là đô la Mỹ và franc thụy sĩ à, tuần trước chúng ta dự báo là nó sẽ phản ứng với cái ngày henkabi ngày thứ sáu tuần trước và sau đó thì giảm luôn cái khu vực này thì đồng thời là những cái vùng kháng uh, cự rất là mạnh của đô la Mỹ franc thụy sĩ Mặc à, dù vậy sau đó giá đã tạo một cây nến tăng tương đối mạnh trong ngày uh, thứ hai trước khi mà chúng ta có một cây bao trùm trong ngày thứ tư lên cái cây nến của ngày thứ ba và tiếp theo đó là một cây doji và một tín hiệu doji breakout trong ngày uh, thứ sáu như vậy là nhiều khả năng đô la mỹ và phan thụy sĩ sẽ tiếp tục cái đà đi xuống của mình đi kèm với cái đà sụt giảm của dxy thì kịch bản có thể nó sẽ đi xuống tiếp tục hoặc là phản ứng với cái vùng uh, uh, Kizunsen sen này sau đó có một nhịp hồi lên và sau đó đi xuống vào uh, khoảng cuối tuần đô la mỹ và yên nhật tuần trước thì chúng ta cũng dự báo nó sẽ tạo đỉnh vào ngày thứ sáu tuần trước này tuy nhiên thì sau đó thì nó đi lên thêm một chút vào ngày thứ hai sau đó thì là một cây doji và chúng ta đã hình thành một cái mô hình evening star và theo mình thì cái ngày thứ tư cũng là một cái ngày henkabi và nó đồng thời nó phản ứng với những cái mức mục tiêu giá được đo từ các con sóng nên là nhiều khả năng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những cái nhịp giảm của đô la Mỹ và yên Nhật trong tuần sau. À, cá nhân mình thì cũng đang có một hai vị thế sell đối với cặp này. Mình thực hiện lệnh sell vào buổi chiều ngày thứ sáu. Stop loss của mình thì ở đây. 161.43. Tình trưng buổi tối thì mình đã bị hit stop loss và có thể rời vị thế tuy nhiên thì sau đó thì nó phản ứng với Kumo và giờ thì vẫn loanh quanh ở khu vực NC thôi à, với cái chơi này thì mình sẽ hâu qua tuần và tiếp tục cập nhật trong các cái chương trình tiếp theo đô la mỹ và đô la canada đã, nó đã phá được cái sóng p này thấy một sóng n giảm hình thành break out sóng p và đây có thể là một cái nhịp retest trước khi uh, giá sẽ tiếp tục đi xuống đối với đô la mỹ và đô la canada thì trường hợp nó tiếp tục phá cái vùng đáy này 1.36022 thì sẽ là cơ hội để chúng ta tìm kiếm những điểm xem Đô la Mỹ, à, euro đô la Mỹ. Giá đi với một cái xung uh, lượng tương đối mạnh. Tuy nhiên thì uh, khu mô tương lai thì vẫn là giá mới giảm này. Và chúng ta thấy là Chico Span thì đang ở những cái khu vực đường giá kháng cự rất là mạnh trong quá khứ. Nên uh, có thể uh, nó cần phải có những nhịp hồi phục trước khi chúng ta tính đến kịch bản nó đi lên uh, khi mà DXY có dấu hiệu đi xuống. Bảng Anh thì cũng là một cái nhịp tăng rất là mạnh kể từ khi nó quay lại và đạp lên là Kumo sau đó bật lên. Này. theo mình thì cũng rất dễ có những nhịp điều chỉnh trước khi đi lên. Tuy nhiên thì à, kịch bản à, giá tiếp tục đi lên và chạm đến cái vùng đỉnh cũ 1.28600 ngay trong ngày thứ hai là một điều chúng ta hoàn toàn có thể nên à, tính đến. Bởi vì cái xung lượng giá hiện giờ đang uh, vẫn rất là mạnh. Thì cái ngày Hankabi gần nhất chính là ngày thứ tư, 10 tháng 7. Thì cũng có thể một kịch bản nữa nó sẽ quay trở lại tạo đáy trong ngày thứ tư, sau đó tiếp tục đi lên uh, vào cuối tuần. Đô la Úc, cặp này là một cặp uh, có xu thế tăng rõ ràng nhất trong uh, các cặp tiền tệ chính. Sau khi nó breakout này, vượt được uh, cái đỉnh uh, .67, 1 67 1.1 và đi lên thì lệnh này của mình thì đã kết thúc hòa vốn sau cái khi cái cái, cái cái nến uh, tin tức non farm vào ngày uh, thứ sáu này thì mình uh, stop loss hòa vốn nói chung là với cặp này thì cá nhân mình cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các điểm uh, buy trong tuần sau cho khi nó tiếp tục có những cú hồi và xu thế trên daily vẫn được duy trì thì cá nhân mình sẽ tiếp tục uh, tìm kiếm những điểm bài. Đô la New Zealand thì đồ thị này không được đẹp bằng đô lúc. Tuy nhiên thường thì hai thằng này nó đi cùng hướng. Cho nên là trường hợp mà đô lúc đi lên thì đô la New Zealand cũng rất dễ sẽ có những nhịp tăng. Tiên để chọn thì chúng ta nên chọn những cái đồ thị như thế này để giao dịch. Và cuối cùng là vàng. Vàng đã có một nhịp bật lên thoát khỏi cái sóng P này. Đồng thời là thoát khỏi đám mây cú mô. Hiện giờ thì Tenkan đã cắt lên kizun Chico, à, Chico, Ch, kizun sen thì hướng lên và chúng ta thấy là cái ngày uh, thứ sáu tuần trước thì có tiềm năng trở thành uh, một ngày uh, hen cho nên có thể nó sẽ có những nhịp uh, hồi phục trong ngày thứ hai sau đó thì uh, tiếp tục đi lên xu thế tăng theo mình sẽ là hướng chính của vàng trong uh, thời gian sắp tới và nó hoàn toàn có thể quay về cái vùng uh, đỉnh cũ quanh cái mức 2450 này trong tháng 7. Nói chung là với vàng thì mình sẽ chờ đợi để mua vào. Như vậy chúng ta vừa đi một vòng thị trường với những nhận định về DXY có thể thiên về hướng nó sẽ tiếp tục cái nhịp giảm của mình. Đặc biệt sau cái tin tức về PMI cũng như là tỷ lệ thất nghiệp và có thể là sẽ được hỗ trợ bởi cái tin tức về lạm phát trong ngày thứ năm tuần sau, 11 tháng 7, chúng ta chú ý đến ngày này vàng thì đang có dấu hiệu tiếp tục đi lên và đôi lúc và đô la Mỹ là cái cặp có xu thế tốt nhất trong thời điểm hiện tại cá nhân mình thì có một cái lệnh sell với hai vị thế vẫn tiếp tục được giữ qua tuần stop loss là 90 pip điểm mà thoát của mình sẽ là khu vực này 1.61448 với những lệnh stop loss xa như này thì thường thì cá nhân mình sẽ giảm cái khối lượng vào lệnh xuống và mỗi cái vị thế mình chỉ đặt cái mức thua lỗ là 0,5% là trường hợp mà nó stop loss ở đây thì mình sẽ bị âm 0,8% tổng NAV. ok và mình sẽ kết thúc chương trình hôm nay tại đây đối với thị trường forex cũng như giá vàng cho tuần giao dịch tiếp theo từ mùng 8 cho đến năm 12 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một uh, cuối tuần vui vẻ và một tuần giao dịch mới với nhiều kết quả thuận lợi trên các thị trường mà các bạn tham gia. Cảm ơn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với nghề trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.